tàu cá trên biển thì còn thiếu chịu trách nhiệm, cho nên cũng ảnh hưởng đến việc chúng ta kiểm soát cũng như là đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động của các tàu cá trên biển. Đã. Khi gặp những tình hình về thiên tai vân vân cũng như là gặp những sự cố. Về các chính sách về tín dụng thì còn chưa đáp ứng yêu cầu của người dân, đặc biệt của người dân. Về việc giải ngân vốn vay đóng mới tàu cá thì có lúc còn chậm. Các thủ tục, các điều kiện cho vay vẫn còn gây khó khăn cho ngư dân. Về công tác kiểm soát chất lượng tàu cá, kiểm soát chất lượng tàu cá đóng mới thì đây là vấn đề cần nghiêm túc để xem xét, đúng không? Tàu cá mà có chất lượng không là do người đóng tàu. Cái ô tô chất lượng không là do nhà máy sản xuất ô tô, đúng không? Chứ không thể chúng ta bây giờ chúng ta đứng ngoài chúng ta giám sát, không thể người dân đứng vào giám sát, ngư dân đứng vào giám sát. Tôi chỉ biết mua cái tàu cá tiêu chuẩn như nào, mang về tôi làm là an toàn, đúng không? Chứ sao mà người dân làm gì, sao biết được mà đến mà giám sát, cùng giám sát đồng ý chứ? Chúng ta mua ô tô chúng ta đến để giám sát ô tô không? Chúng ta mua một cái xe máy chúng ta đến chỗ xe máy để chúng ta giám sát không? Đúng không? Tôi chỉ biết mua xe máy, nay mai hỏng xe máy, nhưng mà hỏng không phải vì người đi mà hỏng vì cái người sản xuất, thì người sản xuất phải đền bù, đúng không? Nếu vi phạm sai phạm thì phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Phải tăng cường tính chuyên nghiệp của các cơ sở đóng tàu, tính chuyên nghiệp và tính chuyên nghiệp và trách nhiệm và lương tâm của những người làm việc thì chúng ta mới làm được, đúng không? Chứ bây giờ chúng ta bảo bây giờ ông đóng tàu nhưng mà thôi mời ông vào để cùng giám sát với nhau để xem tàu, thưa đồng chí đại đỏ, giám sát là cần thiết nhưng không phải quyết định, mà quyết định là phải cái tổ chức này có đầy đủ tư cách của một nhà đóng tàu chuyên nghiệp và có trách nhiệm để đảm bảo những con tàu này đủ chất lượng, có thương hiệu để người dân yên tâm trên con tàu này, đúng không? Thì đây là vấn đề chúng ta thấy. Cho nên nó hạn chế từ cái khâu tư vấn thiết kế cái con tàu. Và đặc biệt là hạn chế trong cái quá trình tổ chức thực hiện thi công, hay là nói cách khác là sản xuất cái con tàu, sản xuất lắp ráp con tàu, đúng không? Đây là cái hạn chế nhất mà vừa rồi chúng ta thấy những cái khuyết điểm, những cái vi phạm. Mà để hơn 10 con tàu hiện nay chúng ta thấy là ở Bình Định hiện tại và cũng có tàu ở các địa phương khác mà chúng ta chưa giả soát hết, không đảm bảo chất lượng để báo cáo, không thể trong một cái tất cả các tàu đó mà chỉ có một số con tàu không đảm bảo chất lượng, tất cả phải đồng bộ, con tàu nào cũng phải đảm bảo chất lượng. Thì đây tôi muốn nhấn mạnh về vấn đề này, chúng ta phải hạn chế cái này, nó có ảnh hưởng nó còn công tác đăng kiểm, công tác giám sát vân vân, và từ đó cái thiệt hại cho người dân và gây bức xúc cho xã hội. Đây là cái hạn chế mà tôi nói là cái này là hạn chế lớn nhất vừa rồi trong thời gian vừa xã hội rất là bức xúc, và thông qua các kênh báo chí phản ánh rất kịp thời để chúng ta có hướng khắc phục, và Bộ Nông nghiệp thì vào cuộc rất là quyết liệt cùng các địa phương, rồi các cơ sở đóng tàu nhận ra cái trách nhiệm và phải có trách nhiệm sửa chữa lại và những con tàu. Rồi các chính sách về bảo hiểm thì còn có những vướng mắc, cho nên cũng khó khăn trong việc triển khai của cái đóng tàu. Rồi các chính sách về đào tạo hướng dẫn thuyền viên vân vân thì chưa triển khai đồng bộ và gây hậu quả, có triển khai nhưng chưa đồng bộ.